Đây con kỳ nhông các bạn. Các bạn thấy lớp da của nó đã lột rồi. Lớp da đã tróc dần ra. Và đây, những lớp da bên ngoài đã bị khô đi rồi. Mặc dù nó chưa lột hết. Các bạn xem nó cắn vào tay mình cả. Nó mới lột da ở hai bên xung quanh nó. Cái đuôi cũng khá dài. Và bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu xem kỳ nhông như thế nào. Người ta nói kỳ nhông có con mắt thứ ba. Những con kỳ nhông thì có đôi mắt rất nhạy. Chúng nhìn được nhiều màu sắc hay thậm chí nhìn được cả ánh sáng của tia cực tím. Ngoài ra, kỳ nhông có con mắt thứ ba. Đây là cơ cam quản quang trên đỉnh đầu, rất nhạy cảm với ánh sáng. Mặc dù con mắt này không thể nhìn thấy, nhưng giúp chúng phát hiện những kẻ thù săn mồi đang rình rập. Các kỳ nhông nói chuyện với nhau thì chúng không dùng ngôn ngữ để giao tiếp. Thay vào đó, chúng dựa vào chuyển động của cơ thể. Nhưng con kỳ nhông đực sẽ dùng nước bọt để tán tỉnh con cái. Khi chúng buồn bã hoặc tức giận, kỳ nhông sẽ lắc đầu nhanh hơn hoặc nghiêng sang một bên. Kỳ nhông này thì có nhiều chủng loại. Ở điều kiện tự nhiên thì một chú kỳ nhông và có tuổi thọ 10 năm đối với con đực và 8 năm đối với con cái. Có nhiều người gọi con này là con thằn lằn các bạn. Con này khá giống với con thằn lằn đúng không? Nhưng mà không phải con thằn lằn và con kỳ nhông.